Hôm nay trời đang nắng này nên là em sẽ ra thăm khu nuôi chậu chuột sinh sản của bên em. Thì đối với cái thời tiết này đang giữa mùa đông, tuy nhiên thì trời ấm như thế này thì nó ra cũng rất là nhiều. Đây, quý anh chị thấy rất là nắng nhá, mặt trời. Trời nắng chui chang này. Đây quý anh chị. Đây, nó ra rất là nhiều như thế này. Bụng con này nó, bụng con này đang trứng không này. Em hiện tại đang đến rất là xa thì mới quay được, chứ còn lại gần là nó sẽ nhảy mất. Đấy, nó đang nhảy. Con này nó đang núp như thế này. Này quý anh chị, đấy, nó đang núp này, đang đứng rất là xa, em zoom lại gần sát được này nhé. Đây, con này này. Đấy, quý chị thấy em đứng rất xa này, em zoom lại mới thấy được nhá. Đấy, em đang zoom này. Đấy, em mới thấy được nó. Đấy, khu này đang rất nhiều. Đấy, quý chị thấy nó ra này. Rất nhiều quý anh chị. Nó nhảy rất là nhanh. Này. Này. Nó chỉ cần động xíu cái là nó nhảy đi mất rồi. Mấy con này. Con này trong này rất là bự. Để mà quay được những cái hình ảnh này cũng rất là khó khăn quý anh chị nha. Hôm nào mà trời nắng ấm đấy, như hôm nay. Thời tiết hiện tại nó đang giữa mùa đông mà rất là ấm. Hôm nay trời có thể lên 27-28 độ đấy. Cho nên là mấy hôm trước mưa với lại lạnh, hôm nay nó nắng đột ngột lên nó ra rất là nhiều. Một con đang núp dưới đây. Xíu
xúc một cái bụi cây, còn nó chỉ lòi cái lưng cái mình vậy thôi. Có mấy con thì nó đang xuống cái bể nước. Tiếng động một xíu là nó sẽ nhảy đi thôi. Đằng xa này có một con nữa này. Cái lỗ này.